Kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn đến với bản tin 35 online tuần 3 tháng 4 năm 2021 của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Báo chí quốc tế đánh giá Việt Nam tăng hạng các quốc gia tốt nhất thế giới là nơi bình yên trong cơn bão. Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân. Không có chuyện cá nhân bị khởi tố do tự ứng cử. Lê Chí Thành bị bắt về tội chống người thi hành công vụ. Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Trên mạng nhộn nhịp buôn thần bán thánh. Sau đây, mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất thế giới năm 2021 do trang US News bình chọn, Việt Nam đã tăng 3 bậc lên vị trí thứ 40 trong số các quốc gia tốt nhất thế giới năm 2021. US News bình chọn dựa trên các hạng mục: phiêu lưu, quyền công dân, ảnh hưởng văn hóa, tinh thần kinh doanh, di sản, động lực Tốc độ tăng trưởng kinh tế dựa trên số liệu GDP năm 2019, sự mở cửa của nền kinh tế, quyền lực và chất lượng cuộc sống, tiềm năng thúc đẩy thương mại, du lịch và đầu tư ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế quốc gia. Theo trang mạng The INS News của Malaysia, với ban lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng dù có những tác động của đại dịch Covid-19. Việt Nam là ví dụ điển hình của việc kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 khi kinh tế tăng trưởng dương trong năm 2020 và tiếp tục khẳng định vị thế uy tín trên trường quốc tế. Trong bối cảnh tình hình đầy thách thức ở một số nước trong khu vực do sự bất ổn nội bộ, kinh tế và xã hội, Việt Nam nổi bật như một nơi bình yên trong cơn bão với sự hiệu quả trong nỗ lực đảm bảo sức khỏe và sinh kế cho người dân của chính phủ. Những thông tin trên một lần nữa bác bỏ luận điệu xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới và hội nhập rằng kinh tế Việt Nam đang bên bờ vực thẳm, chính phủ yếu kém trong điều hành nền kinh tế, các quyền con người bị xâm phạm. Khắc phục bằng được tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, đó là nhấn mạnh của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tại lễ khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ ngành đoàn thể Trung ương khu vực phía Bắc lần thứ 7 năm 2021 diễn ra ngày 14 tháng 4 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Hội thi là hoạt động thiết thực triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, với phương châm lấy học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng, góp phần khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị của không ít cán bộ đảng viên hiện nay. Ngày 10 tháng 4, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước báo cáo nhân quyền thường niên năm 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam ghi nhận việc báo cáo nhân quyền thường niên năm 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu các tiến triển tích cực của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên, báo cáo vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ về những vấn đề còn có sự khác biệt để tăng cường hiểu biết và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số 35 NQ-TW của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Trung ương, giao báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà báo tham gia viết bài, tham luận tại hội thảo. Nội dung bài viết, tham luận tập trung vào những chủ đề sau: làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn của nền báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí với công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí và các tầng lớp nhân dân, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đổi mới tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Bài viết tham luận tham gia hội thảo xin gửi về báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trước ngày 20 tháng 5. Ngày 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Chí Thành, 38 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, tạm trú ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về tội chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm soát nhân dân cung cấp phê chuẩn theo thông tin từ cơ quan công an lê trí thành từng nhiều lần cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tạo cớ khiêu khích xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ phát tán trên mạng xã hội công an xác định mục đích của thành là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân tác động xấu đến an ninh trật tự trong ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã khám xét nơi tạm trú của Thành tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12 và di lý Thành từ quận 12 về Công an thành phố Thủ Đức để phục vụ điều tra. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Lê Chí Thành và những người có liên quan. Báo Quân đội Nhân dân hàng ngày đang loạt bài cơ chế chuông cứu hỏa trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng hiện nay của tác giả Nguyễn Hồng Hải. Báo Quân đội Nhân dân hàng ngày các số ra từ ngày 15 đến 17 tháng 4 đang loạt bài Cơ chế chuông cứu hỏa trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng hiện nay của tác giả Nguyễn Hồng Hải. Loạt bài nêu ra 5 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc kết quả phòng chống tham nhũng chưa được như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đó là các nguyên nhân đến từ văn hóa xử thế truyền thống của người Việt Nam, nguyên nhân kinh tế, tư tưởng cục bộ bản vị trong mỗi công dân, tình trạng thiếu thông tin, người tham nhũng là người nắm giữ và thực thi quyền lực nhà nước. Loạt bài cũng nêu bật vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng thể hiện rõ trong phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi xin nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của nhân dân, phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia mới chắc chắn thành công, như lời căn dặn của bác Hồ Kính Yêu. Có rất nhiều cái rào cản, ngăn cản cái người dân tố giác hoặc là phản ánh về tham nhũng. Tôi thấy có 5 cái, cái, cái rào cản lớn, đặc biệt là cái rào cản là cái người mà tham nhũng là những người có chức có quyền, thậm chí họ có trong tay cả công cụ, phương tiện, bộ máy và cái cái nguồn sức mạnh thứ hai mà nguồn sức mạnh này là nguồn sức mạnh quyết định là cái vai trò của người dân đấu tranh tham nhũng người ta gọi là đấu tranh từ bên ngoài mà như chuyên gia quốc tế người ta gọi đây là cái chuông cứu hỏa đấy tức là người dân là cái chuông cứu hỏa cho cuộc chiến chống tham nhũng ở đâu có tham nhũng là người ta người ta hú còi lên cho 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 bộ máy chống tham nhũng biết để để đến đấy mà mà chống thế thì cho nên là chúng ta phải thấy rõ cái vai trò chuông cứu hỏa của người dân để cho thấy rằng là nếu không có các giải pháp thực sự để làm sao người dân nào cũng có thể là nhiệt tình và thuận lợi khi tham gia vào chống tham nhũng thì chúng ta không thể chống thành công được. Cảnh báo âm mưu chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân, báo điện tử VOV ngày 12 tháng 4 có bài Vì sao Việt Tân duy trì 1.000 tài khoản trên mạng xã hội để chống phá bầu cử? Theo bài viết, thời gian qua, tổ chức phản động Việt Tân đã cho lập mới 300 tài khoản, duy trì 1.000 tài khoản trên các mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những bài viết, thông tin tiêu cực trong xã hội để thổi phồng, phá hoại tư tưởng. Âm mưu của chúng là thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, tấn công trên mặt trận tư tưởng văn hóa, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ đảng viên, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng. Bên cạnh đó, chúng sử dụng thư điện tử phát tán các tài liệu phản động với tiêu đề Hiến pháp Việt Nam năm 2021, Giải trình Hiến pháp Việt Nam năm 2021, kích động số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị trong nước, thành lập các hội, nhóm, lôi kéo người dân tham gia chống phá bầu cử, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự. Ngoài ra, các thế lực phản động còn hô hào các nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô ủng hộ, kích động các nhà dân chủ, một số đối tượng có hoạt động tự ứng cử để gây rối, phá hoại bầu cử. Người dân tỉnh táo không xa vào các cạm bẫy lập luận trên mạng. Người dân nên cùng chính quyền đấu tranh, vạch mặt những cá nhân có hoạt động chống phá bầu cử, gây mất an ninh trật tự. Không có chuyện cá nhân bị khởi tố do tự ứng cử là nhan đề bài viết trên báo điện tử Đảng Cộng sản ngày 14 tháng 4. Những ngày gần đây, lợi dụng việc cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng như Lê Trọng Hùng, Trần Quốc Khánh về hành vi tuyên truyền chống nhà nước, các thế lực thù địch phản động đã xuyên tạc, bóp méo bản chất vụ việc, cho rằng những cá nhân này bị khởi tố, bắt tạm giam là do tự ứng cử. Thực tế hoàn toàn không phải vậy tự ứng cử đại biểu quốc hội không phải là lý do để các đối tượng nói trên bị khởi tố bắt tạm giam mà do các đối tượng trên đã có những hành vi vi phạm pháp luật cụ thể là làm tăng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều 117 bộ luật hình sự năm 2015 những luận điệu xuyên tạc nói trên nhằm lợi dụng vụ việc để đánh lừa dư luận núp bóng đấu tranh vì dân chủ nhân quyền để chống phá cuộc bầu cử những kẻ lợi dụng tự ứng cử để chống phá đất nước đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc nhất định sẽ bị xử lý nghiêm minh Báo Người Lao Động vừa có loạt bài điều tra đáng chú ý về hiện tượng mê tín hóa từ búp bê Cuman Thông. Chia sẻ về điều này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho rằng hiện tượng búp bê Cuman Thông xuất phát từ 3 nguyên nhân chủ yếu đó là sự bất ổn trong cuộc sống của mỗi cá nhân, quá trình hội nhập quốc tế khiến cho những hiện tượng văn hóa ngoại lai dễ lan truyền đến Việt Nam, sự phát triển của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, làm cho những hiện tượng như cung man thông được lan truyền nhanh chóng mà không bị kiểm soát, kích thích và thu hút sự tò mò, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nhân cách của giới trẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn cho rằng cùng với tăng cường công tác tuyên truyền thì nâng cao nhận thức là giải pháp quan trọng để loại bỏ tình trạng mê tín dị đoan nói trên. Chỉ khi nhận thức đầy đủ chính xác về những hiện tượng mê tín dị đoan không có lợi cho cuộc sống thì chúng ta mới thực sự từ bỏ được việc sử dụng búp bê cung ban thông cũng như các hiện tượng tương tự. Trang nhân quyền vn.org có bài cảnh giác với các chiêu trò chống phá bầu cử của Việt Tân và các thế lực thù địch càng gần đến thời điểm bầu cử việt tân và các thế lực thù địch càng ra sức chống phá lập mới hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội để đăng tải chia sẻ những bài viết thông tin tiêu cực tung ra các luận điệu xuyên tạc chống phá bầu cử như cuộc bầu cử này chỉ là hình thức người dân không có vai trò gì kêu gọi kích động người dân không đi bầu cử tán phát cái gọi là thư ngỏ thư kiến nghị góp ý nhằm tuyên truyền luận điệu kêu gọi thay đổi cơ chế chính sách quy định về bầu cử lợi dụng quyền tự ứng cử phát động các chiến dịch truyền thông hô hào ký tên ảo trên internet tung hô ủng hộ cho người này người kia chúng ta cần hết sức cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc nói trên, tránh mắc bẫy của các thế lực tu địch, cơ hội chính trị. Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp là tên trang fanpage của quận đoàn quận 6 thành phố Chí Minh đăng tải lan tỏa những câu chuyện đẹp ý nghĩa, nhân văn của vũ lối sống tích cực trong cộng đồng. Như câu chuyện của người thanh niên Nguyễn Bá Cường sửa giày dép miễn phí cho người bán vé số, xích lô, ba gác, người khiếm thị. Shipper trả lại 400 triệu đồng cho khách. Chiến sĩ công an bế cụ ông khuyết tật khi đến làm căn cước công dân. Nghị lực phi thường của anh Lê Văn Tuấn, 30 tuổi ở Nghệ An, bị điện giật cụt hai tay nhưng vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật. Được xây dựng từ năm 2018, trang fanpage hiện có hơn 58.000 người theo dõi với lượt tương tác các bài viết thông tin khá cao. Mạng xã hội luôn có tin tốt và xấu đan xen. Trong khi tin xấu, tin giả, tin không chính xác tràn lan thì tin tốt được chia sẻ khá ít. Hiện trang Fanpage có sự theo dõi của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Có người xem xong, đọc xong rồi chia sẻ lại trên trang của họ. Cứ thế, mỗi ngày, mỗi giờ những câu chuyện đẹp tử tế càng lan rộng. Ngày mùng 5 tháng 4 vừa qua, thượng nghị sĩ Mỹ Thomas Umberg đã đệ trình một bản nghị quyết trước Thượng viện Quốc hội tiểu bang California, Hoa Kỳ để tuyên bố về cái gọi là tưởng niệm tháng tư đen. Về việc này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên cục trưởng cục tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, một người lính từng tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã có bình luận phê phán phản bác ngay trên trang cá nhân của thượng nghị sĩ này, nêu rõ: "Tôi mong ông hãy tự lo cho nước Mỹ và lo cho những cử tri đã bầu ông vào Thượng viện Hoa Kỳ, đừng bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam chúng tôi nhất là lại dám xúc phạm đến lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Hãy nhớ, ngay cả những người trực tiếp lãnh đạo xâm lược Việt Nam cũng đã thừa nhận sự thật lịch sử này, thì ông và lớp hậu bối lại theo đuôi những kẻ chống cộng, tiếp tục thù địch với Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 là ngày chiến thắng vĩ đại của dân tộc chúng tôi và nó đã được ghi vào lịch sử như một mốc son trói lọi nhất trong bộ sử vàng vĩ đại của dân tộc này. Ông và những người như ông hãy hiểu được điều đó. Theo trang cờ đỏ tphcm.com ngày 15 tháng 4, tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Quách Duy, nguyên công chức văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tuyên phạt bị cáo 4 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân được quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo nội dung vụ án, bị cáo Quách Duy đã đăng tải nhiều bài viết hình ảnh trên Facebook, trong đó ba bài viết có thông tin xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước, xuyên tạc vu khống, xúc phạm lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, bị cáo Quách Duy bị cơ quan công an bắt tạm giam. Trong khi khám xét, cơ quan điều tra công an quận Tân Phú thu giữ nhiều tài liệu, trong đó có tài liệu đóng dấu mật, tối mật, tuyệt mật nên đã chuyển cho cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố bị cáo là có cơ sở, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo Quách Duy là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự an toàn xã hội. Sau bản án sơ thẩm, Quách Duy kháng cáo, ngày 10 tháng 9 năm 2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác kháng cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ mới, bản án sơ thẩm là có cơ sở nên đã tuyên y án sơ thẩm. Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi bản tin 35 online tuần 3 tháng 4 năm 2021 của báo Quân đội nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong những chương trình tiếp theo.